Chào cả nhà, đây là chua ở Birmingham này. Trái cây này là chuẩn bị lá cúng à. Lá cỡ 11 kia là chua đục phở hoa này cả nhà. Cái này là bánh này đó. Các loại bánh này là toàn là chua làm hết. Cả nhà tới đây để ủng hộ nha. Con lại đi, con lại chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Cả nhà. Cả nhà. Hôm nay giỏi quá. Mình đang ngửi chua. Lạc 11 kia Hana đi chua không con? Có. Lạc 11 kia con có đi chua không? Dạ. Dạ có. Welcome to Temple Tự Đàm. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Cung hỷ phát trời. Live stream.
Thank you.
Từ đàm tới trụ trì tỳ kheo thích phước huệ, hiệp nội tự thiện nam tín nữ, nam nữ lão ấu hoa cung tự Phật tiền, tô biển hương hoa phẩm vật nghi lễ cung hạ trần, dâng lên chúa tạng nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật, đại bi quan thế âm bồ tát, đại thế chi bồ tát, đại nguyện địa tạng hương bồ tát, thiên tri hài hồi phật bồ tát. Sư phụ, mời đại chúng đồng lập trang kinh số 52 nghi thức phong dụng. Yeah.
thì chuẩn bị tinh thần phát tâm để mình ủng hộ đấu giá để một phần Kính thưa tất cả quý Phật tử cùng toàn thể quý vị đồng hương, nhân dịp lễ đầu xuân, thay mặt cho tất cả các Phật tử của chùa cũng như thầy trụ trì gửi đến tất cả quý vị đồng hương một mùa xuân Quý Mão an khang thịnh vượng và phát tài phát lộc. Cũng như sư phụ vừa thông báo là ngôi chùa chúng ta năm tới đã bắt đầu xây dựng và cuối năm sau chúng ta sẽ có một ngôi chùa an khang thịnh vượng, một ngôi chùa khang trang để chúng ta về gặp gỡ đồng hương cũng như là chúng ta những ngày lễ. Có câu là chúng ta ở sống xa quê, thành thử ở Buôn Quốc Anh có ngôi chùa thịnh đàm, đó là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ thông. Chúng ta để lại cho thế hệ thứ hai, thứ ba chúng ta không có gì quý hơn là ngôi chùa để cho con em chúng ta đến để mà biết được cái nguồn gốc người Việt chúng ta, và cái vinh dự là trên mảnh đất Vương quốc Anh chúng ta có một ngôi chùa thuộc quyền của người Việt Nam chúng ta. Và để có được cái số tịnh tài để mà tiếp tục chúng ta xây dựng ngôi chùa ngày càng khang trang hơn, hiện tại thì chùa còn rất là nhiều tịnh tài để mà xây dựng ngôi chùa. Happy New Year. Thank you. Bye. See you next time.